Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Mỗi sáng, hãy tận hưởng ly premium roast coffee vừa mới pha tại tiệm McDonald's có tham gia. Sài Gòn Bosa sang tinh xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Thảo Yên, Hoàng Trọng Thủy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả. Good Friday đã đến và thời tiết ngày hôm nay sẽ tuyệt vời như thế nào để quý vị đi mua sắm Giáng sinh này, Thảo Yên? Dạ vâng, thưa quý vị và thưa anh, hôm nay đó thì trời khô ráo, hết mưa rồi, nhưng mà nhiệt độ không có lên cao, thưa quý vị, vẫn còn rất là lạnh. Và buổi trưa hôm nay đó lên cao nhất cũng khoảng 62-63 độ thôi, nhưng mà chiều tối nay đó, như quý vị thấy là xuống đến còn có 45 độ thôi. Mấy ngày trước chúng ta còn được 50 mấy, nghĩa là buổi tối nhiệt độ rớt xuống thêm tới 10 độ lận. Và cái thời tiết như thế này giữ qua đến thứ bảy, chủ nhật, nói chung là 2 ngày cuối tuần đó trời khô ráo, nhiệt độ khoảng từ 63 cho đến 65. Nhưng mà qua đến thứ hai, như quý vị thấy, một cái là trời mưa vào và mưa luôn thứ hai, thứ ba tuần tới, thưa quý vị. Hôm qua cứ tưởng là sẽ mưa lớn rồi bão dữ ha, dòng gió, nhưng mà thấy cũng nhẹ thôi, không đến nỗi. Thấy mấy người trên LA họ quay ra anh, mưa lớn lắm. Nhưng trên LA nhưng mà xuống tới quận Cam rồi xuống tới San Diego thì hay không còn ảnh hưởng gì nữa, thưa quý vị. Thị trường tài chính ngày hôm nay có một tin không vui, thế nhưng Dow Jones vẫn lên như thường. Tin không vui đó là lạm phát, mọi người ai cũng biết lạm phát đã tăng rồi, nhưng mà mình có những cái con số cụ thể đó, thưa quý vị. Thì đây là những diễn biến hiện nay, 6,8%. Con số này vào tháng 11 vừa qua và hiện nay được xem là con số cao nhất trong khoảng 40 năm trở lại. Và đó là một trong những vấn đề hiện nay đang gây khó khăn cho chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Và thậm chí người ta nói rằng nếu mà từ nay cho đến tháng 11 năm 2022 mà tình trạng lạm phát không có kiềm chế được đó, thì có cái nguy cơ là Quốc hội có thể mất, Thượng viện, thậm chí cả Hạ viện nữa, rơi vào tay của Đảng Cộng Hòa. Bởi vì thành phần cử tri độc lập hiện nay đó, họ khi mà thăm dò, họ nói mối quan tâm của họ lớn nhất là lạm phát. Họ nói những hỗ trợ của chính quyền liên bang đã không giúp đỡ gì họ trong thời gian qua. Nghĩa là họ cũng nhận được tiền cứu trợ, nhưng mà rồi những cái tiền cứu trợ đó xem như họ đã phải chi phí vào những cái tốn kém xăng rồi giá thực phẩm. Đặc biệt là những quý vị nào sống ở các khu vực hẻo lánh đó, giá cả nó còn cao hơn rất nhiều so với các thành phố lớn. Thành phố lớn thì tùy theo cái mức tiêu thụ, người ta có thể bán được nhiều, nhưng mà chi phí vận chuyển nó gặp khó khăn và giá cả tăng. Vì thế khi mà xe đưa vào những cái nơi, từ giá xăng cho đến giá hàng hóa, vật liệu đều đắt đỏ, thì đó là cái mối quan tâm lớn nhất. Hiện nay vấn đề chính là chính quyền liên bang sẽ có nỗ lực gì để làm giảm thiểu. Vấn đề lớn là phải chờ qua khỏi mùa Giáng sinh mua sắm để xem có thể giảm xuống được hay không, thưa quý vị. Tuy nhiên, giới đầu tư để qua chuyện mà lạm phát qua một bên, Dow Jones hiện nay lên trở lại 31 điểm. Thế nhưng con số này rất là yếu kém, chưa biết được từ nay đến lúc đóng cửa 1 giờ California có khả năng là đi xuống. Vâng, Nasdaq thì hồi nãy có màu xanh, bây giờ lại là màu đỏ, đang xuống gần 6 điểm. Con số quý vị đang theo dõi là con số live trực tiếp từ New York Stock Exchange, tức là thị trường trao đổi New York. S&P 500 lên được 12 điểm. Thị trường châu Á, châu Âu cũng bị ảnh hưởng vô cùng. Nikkei xuống 287, Hồng Kông xuống 259, Thượng Hải xuống 6 điểm. Hồng Kông xuống lý do là công ty Evergrande hoặc là Evergrande, công ty địa ốc khổng lồ lớn nhất của Trung Quốc, lại không trả được món lời mà họ hiện nay đang
nợ vào khoảng 300 tỷ Mỹ Kim, có thể kéo theo cả cái thị trường, không những địa ốc mà các thị trường khác nữa. Thị trường và ngân hàng vay mượn của Trung Quốc, người ta không biết được là Bắc Kinh có sẵn lòng cứu vớt Evergrande hay không. Công trái phiếu 10 năm hôm nay xuống chút đỉnh mà thôi, thấp hơn hôm qua chỉ có 0.01%, 1.46%. Dầu lên được 70 sen, 71 đồng 64 sen, vàng lên 7 đồng 6, và giá nhiên liệu khí đốt cũng tăng lên thêm một chút xíu. Dạ vâng, thưa quý vị, và số phận của ông Julian Assange, người đã suốt 11 năm qua đó vừa trốn chạy rồi vừa bị bắt, rồi xong sau đó sống tị nạn ở một cái đại sứ quán suốt 11 năm nay, đến sáng ngày hôm nay đã chính thức bị tòa tối cao ở Anh Quốc đưa ra cái phán quyết là ông sẽ bị dẫn độ về Hoa Kỳ. Quý vị cũng còn nhớ là vào tháng Giêng năm nay đó, một cái tòa thấp hơn ở tại Anh Quốc đã đưa ra cái phán quyết là ông không cần phải bị dẫn độ về Hoa Kỳ, bởi cái lý do tòa đồng ý với phía luật sư biện hộ của Assange, đó là với cái tinh thần không ổn định hiện nay của Assange và với cái điều kiện giam giữ ngặt nghèo trong các nhà tù của Hoa Kỳ đó, thì có thể khiến cho ông này ổng bị trầm cảm, và ổng bây giờ giấy tờ của bác sĩ chứng thực là ổng cũng đang bị trầm cảm, cho nên là có thể nếu mà bị giam giữ ở nhà tù của Hoa Kỳ thì sẽ khiến cho ổng dẫn đến hành vi tự sát. Tuy vậy, chính phủ Hoa Kỳ đã kháng cáo, và chính phủ Hoa Kỳ đã hứa với phía tòa án Anh Quốc là ông này đó sẽ không có bị giam giữ trong những cái điều kiện ngặt nghèo để mà ảnh hưởng đến cái tinh thần của ổng, ngoại trừ là sau đó ổng có những cái hành vi mà phạm tội ngang ngửa khủng bố chẳng hạn, bởi vì nhà tù ở Hoa Kỳ thì chỉ có giam giữ khủng bố mới là có những cái điều kiện rất là ngặt nghèo, chứ những cái nhà tù khác không có như vậy. Thì chính vì vậy mà tòa tối cao đã chấp nhận cái phần trình bày của chính phủ Hoa Kỳ. Thì ngay lập tức người bạn gái của ông Assange cũng như là luật sư biện hộ cho ông đó đã chỉ trích cái phán quyết này và cho biết là họ sẽ tiếp tục kháng cáo. Thì ông này đó hiện nay đang bị chính phủ Hoa Kỳ truy nã với tổng cộng 17 cái tội từ năm 2010, khi mà cái trang web WikiLeaks của ông đó đã phát tán ra những cái tài liệu vô cùng bảo mật của chính phủ Hoa Kỳ cũng như là cơ quan an ninh, rồi CIA, FBI, vân vân. Thì cái trường hợp của ông Assange bây giờ hiện giờ vẫn nó chia ra làm hai luồng dư luận trái chiều. Có những người vẫn tiếp tục ủng hộ cho ông, và những cái phiên tòa của ông đó thì họ vẫn cứ đứng ở ngoài và họ kêu gào là phải thả ông ra, bởi vì đây là một cái tự do báo chí, người dân có quyền biết được là chính quyền đã có những cái hành vi theo dõi, nghe lén người dân như thế nào, những cái hành vi bất hợp pháp thì dân chúng cần phải biết, và họ tung hô ông là một anh hùng. Tuy nhiên, những người mà theo phe của chính phủ đó thì lại nói là cái hành vi của ông này đó đã bất chấp cái sự an nguy của những người mà làm nội gián cho chính phủ, những người nằm vùng đó, thưa quý vị, khi mà ông tung hết những cái tin tài liệu mật như thế này thì có danh sách tên tuổi đầy đủ của những người nằm vùng như vậy, rất là nguy hiểm cho những người này, và không nên thả ông ra nữa, bởi vì nó sẽ là một cái tiền đề xấu cho những người khác, những kẻ khác nếu sau này ăn cắp được những cái tài liệu mật của chính phủ sẽ tung hê ra như vậy. Thì được biết là tổ chức ân xá quốc tế, thưa quý vị, cũng chỉ trích cái phán quyết này, và họ bày tỏ cái lo ngại là cái phán quyết này đó sẽ làm một cái tiền lệ xấu cho cái việc không riêng gì tự do báo chí ở Hoa Kỳ, mà chính phủ ngoại quốc khi mà muốn đàn áp báo chí đó, họ sẽ xem cái trường hợp này là tiền đề để sau này không cho những người ký giả đăng những cái thông tin mà chính phủ không muốn. Và chúng xin bổ túc một trong những điều kiện mà phía Hoa Kỳ muốn trấn an tòa án ở bên Anh Quốc đó. Họ nói rằng sau khi mà nếu có bị kết tội đó thì Assange có thể được dẫn độ về Úc, bởi vì anh là người Úc mà, thì sẽ ở tù Úc
anh không nhất thiết phải ở tù của chúng tôi, và nếu mà muốn thì được, nhưng mà phải được xử tội đã, và không có bị, nghĩa là giam giữ trong cái điều kiện tệ hại. Nhờ vậy mà tòa trên có hệ thống mà các tòa, thưa quý vị, tòa này xong rồi tòa kháng án, họ nói lower court, higher court, xong appeal court, đó là tòa kháng án, rồi mới lên tới supreme court, tức là tòa tối cao, pháp viện của Anh Quốc. Bốn hệ thống tòa án như vậy, bây giờ chỉ mới lên cấp thứ hai thôi. Đó là lý do bên phía ủng hộ cho ASEAN, họ nghĩ rằng họ có thể đưa lên tòa kháng án. Nhưng mà cho dù lên tòa kháng án thì chính quyền Hoa Kỳ có khả năng vượt luật sư mà họ sẽ đẩy lên tới tòa tối cao pháp viện luôn nữa, và có khả năng là sẽ lên tới tòa tối cao pháp viện. Họ muốn giữ ASEAN ở lại Anh Quốc càng lâu càng tốt, làm bằng mọi giá né tránh. ASEAN lo sợ là nếu bị dẫn độ sang bên phía Anh, Hoa Kỳ ở tù, anh có thể bị chết ở trong tù, bởi vì đã thấy rất nhiều các trường hợp đánh đập tù nhân, tra tấn tù nhân ở trong hệ thống nhà tù Mỹ, các cai tù làm lơ. Nhưng mà phía Hoa Kỳ đã trấn an, và điều đó tòa trên thấy rằng không có lý do nào mà giữ anh ở lại sau khi các điều kiện về vấn đề gian tù của anh đã được Hoa Kỳ đáp ứng. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi. Bạn có nhớ không, khi bạn bị bong gân mắt cá chân, mẹ sẽ an ủi động viên bạn. Làm việc chăm chỉ và kiên trì là một món quà từ cha. Khi bạn vấp ngã, sự chăm sóc của bà là món quà tốt nhất để giúp bạn đứng lên. Một món quà thật quý giá. Thể hiện tình yêu thương sâu sắc từ xa đến các thành viên trong gia đình. Dầu gió còn nó, một món quà hoàn hảo của tình yêu và sự quan tâm dành cho những người thân yêu của bạn. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi mỗi sáng hãy tận hưởng ly premium roast coffee vừa mới pha tại tiệm McDonald's có tham gia. Sài Gòn Bosa sang tinh xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Thảo Yên Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả với phần 2 của Thời sự Thế Giới. Vào ngày hôm nay, các khoa học gia Nhật Bản đã chính thức công bố họ chế tạo ra được một khẩu trang, khi mang vào, nếu vì lý do người đó bị nhiễm COVID-19 thì khẩu trang sẽ hiện lên, nó glowing. Chúng tôi không có hình của cái khẩu trang đó, cho nên mượn mấy cái hình này để làm mà biểu tượng cho cái bản tin này, thưa quý vị. Các nhà khoa học gia Nhật Bản họ nói đặc biệt đó, nếu mà các phi trường và những nơi nào muốn kiểm tra người đó xem có bệnh hay không á, thì người đó với điều kiện là phải mang cái khẩu trang đó vào. Thì không biết được cái chuyện mà mang khẩu trang này bắt buộc ra sao, nhưng mà ít nhất họ chế tạo được một cái loại khẩu trang độc đáo. Khi đưa vào ánh sáng của tia cực tím, tức là UV light, quý vị thấy cái loại UV light trong các hồ cá họ sử dụng để họ diệt khuẩn á, vi trùng trong nước, thì cái UV light này khi mà chiếu xa sơ qua thì sẽ thấy ngay những cái đốm sáng nó hiện lên trên khẩu trang đó. Thí dụ khẩu trang này một người phụ nữ mang vào, nếu cô ta bị nhiễm COVID-19 khi đưa vào UV light, có thể là UV light đã tiêu diệt được các loại siêu vi khuẩn ở phía bên ngoài cái khẩu trang, cho nên chúng hiện lên một cái màu sáng sáng, và điều đó để chứng minh được người đó đã bị nhiễm COVID-19. Theo dự trù, bây giờ họ đã xin được nhãn hiệu cầu chứng tại tòa, là quốc gia đầu tiên sản xuất lại khẩu trang này. Bây giờ họ đang xin phép để được chứng minh là một vật cụ y tế
để có thể bán được ra ngoài thị trường. Sau khi đã thử nghiệm thành công và kết quả rất là tốt đẹp thì các nhà khoa học gia giờ đây đó họ cho biết chúng tôi đến từ trường đại học Kyoto, tức là cố đô của Nhật Bản. Tokyo bây giờ là thủ đô, thưa quý vị, Kyoto là cố đô. Họ cho biết là sau khi đã sáng chế được rồi, họ đã có được các hợp đồng để sản xuất. Và bây giờ chỉ cần phép của tòa án Nhật Bản, tòa về thương mại đó, cho phép để bán cái khẩu trang này ra thì họ sẽ bán được. Thì khi mà bán khẩu trang ra đó, nước Nhật sẽ là quốc gia sử dụng đầu tiên. Có thể là họ yêu cầu thực khách hay là ai đó mang khẩu trang vào khi ra vào, và nhờ vậy đó có thể giúp được khám phá. Mà nếu họ đã thử nghiệm thành công rất tốt ở trong phòng thí nghiệm rồi, và nếu ở bên ngoài mà thành công như vậy đó, không nhất thiết phải thử nghiệm khó mất thì giờ bằng nước miếng hoặc là như là chọt vào mũi khó chịu, thưa quý vị. Chỉ cần một cái người đến mang cái khẩu trang vào là có thể biết được người đó có bị nhiễm COVID hay không, nhanh chóng vô cùng. Tuy nhiên, để sang được Hoa Kỳ mà nếu sử dụng trở thành một vật cụ y tế vẫn cần cơ quan FDA, cũng như sang châu Âu cũng cần các cơ quan kiểm tra y tế chuẩn thuận. Vâng, thưa quý vị, và hiện nay có cái trường hợp một ký giả người Hoa Kỳ đó, thưa quý vị, anh này bị phía chính phủ Syria bắt cóc từ năm 2012 cho đến nay, mà bây giờ mẹ của anh đã thông qua báo chí liên tục chỉ trích chính quyền của ông Joe Biden là đã cố tình trì hoãn, không chịu gặp gỡ bà để nhờ sự giúp đỡ đàm phán với phía chính quyền Syria thả con của bà. Là anh Austin Tice, thì đây là ký giả, năm nay anh đã 40, thưa quý vị. Được biết là khi mà bị bắt đó là anh đang làm việc cho rất nhiều tờ báo, chẳng hạn như Washington Post rồi đài CBS vân vân. Lúc đó anh đang đưa tin về cái cuộc nội chiến ở tại Syria, thì anh bị bắt cóc vào tháng 9 năm 2012. Khi mà bị bắt đó thì khoảng chừng mấy tuần lúc ban đầu, phía gia đình cũng như là chính quyền của Hoa Kỳ không biết được là ai đã bắt anh, chỉ đến khi một cái đoạn video dài 47 giây được đưa ra đó, cho thấy cảnh anh Tice bị bịt mắt và bị còng tay. Nhưng mà trong cái đoạn video không có nói gì cả, chỉ có hình ảnh như vậy thôi. Và phía chính phủ Hoa Kỳ một tháng sau thì lên tiếng xác nhận với phía gia đình của anh là với những gì mà họ tìm hiểu được thì họ tin rằng chính quyền Syria đã bắt cóc Austin Tice. Tuy nhiên cho đến tận bây giờ, chính quyền Syria cũng như là không có bất kỳ cái tổ chức nào ở Syria đứng ra nhận trách nhiệm trong cái vụ bắt cóc này. Và từ đó cho đến nay đã 9 năm trời, không ai biết là tung tích của anh ở đâu cả, là liệu anh còn sống hay đã chết, nếu như mà còn sống thì anh bị giam giữ ở đâu. Và phía chính quyền Syria cũng xác nhận là vào năm, trong một cái buổi phỏng vấn đó, thưa quý vị, năm 2020, thì phía Syria xác nhận là chính quyền của ông Trump năm 2018 đã cử hai quan chức ngoại giao qua Syria nhằm đàm phán về cái việc thả anh Austin Tice. Tuy nhiên đàm phán thất bại, thưa quý vị. Lúc đó phía Syria đã tuyên bố rằng sẽ không có một vụ thả công dân Hoa Kỳ nào ra cả, khi mà quân đội của Hoa Kỳ vẫn còn đóng quân ở tại Syria. Và ngay lập tức khi đó thì FBI cũng đã treo giải thưởng lên đến 1 triệu Mỹ Kim cho ai đưa được thông tin cứu anh Austin Tice ra. Thì từ đó cho đến sau khi cái vụ đàm phán thất bại của chính quyền trước đó, thưa quý vị, thì phía mẹ của anh Austin Tice là bà Debra Tice cho biết là bà vẫn liên tục xin gặp gỡ với tân tổng thống là ông Joe Biden, nhưng mà từ đó, từ khi nhậm chức cho đến bây giờ đó, ông vẫn không, ông từ chối gặp gỡ bà, thưa quý vị. Cho nên là bà chỉ trích ông Biden đã không có muốn giúp đỡ cho cái trường hợp của con trai của bà. Thì được biết là sau khi mà bị báo chí đăng tin liên tục, thì đến sáng ngày hôm nay, bà Debra Tice đã được gặp gỡ ông cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan, thưa quý vị. Tuy nhiên cái việc mà đàm phán với Syria về việc thả anh này có thành công hay không vẫn không thể nào biết được. Hai bản tin ngắn ngày hôm nay, thưa quý vị,
trong thời gian qua chúng ta nghe nói rất nhiều những người không tin vào việc chích ngừa, không mang khẩu trang và thậm chí có những người không tin vào Covid-19 nữa. Trong đó có một người từng ủng hộ Tổng thống Trump. Ông làm việc và theo đảng Cộng Hòa làm việc cho tòa ở Michigan, quận Wayne ở tiểu bang Michigan. Nhiệm vụ của ông là chứng nhận kết quả kiểm phiếu. Thì khi mà cái vấn đề lùm xùm về việc mà Tổng thống Trump nói rằng những cái cuộc bầu cử này là gian lận đó, và ông đã từng kêu gọi những nơi mà kiểm tra phiếu bầu không chứng nhận cái kết quả bầu cử mà ngang phần thắng dành cho ông Biden đó, thì cá nhân ông này hôm nay là William Hartman. Thoạt đầu thì bản tin ghi nhận ông từ chối và đã bị chỉ trích rất nặng nề. Ông nói, nhiều người nói rằng mặc dù ông là người theo đảng Cộng Hòa, ủng hộ Tổng thống Trump, nhưng mà việc ông từ chối để chứng nhận thì cái điều đó cho thấy cái trách nhiệm của ông. Ông đi sai trái cái công việc và trách nhiệm của mình. Mới sau khi bị chỉ trích dữ dội thì cuối cùng cá nhân ông William Hartman cũng đã chứng nhận kết quả bầu cử và nghiêng phần thắng về cho ông Joe Biden ở tại quận Wayne, tiểu bang Michigan. Sau đó thì ông vẫn tiếp tục ủng hộ Tổng thống Trump và nghe theo những lời mà tin đồn về vấn đề đừng nên chích ngừa. Và cá nhân ông cũng không chích ngừa, thưa quý vị, ông cũng không tin vào đại dịch COVID-19. Mới đây ông đã bị nhiễm COVID-19. Và thậm chí có người nói rằng ông mới đầu đó cũng không tin là mình bị, ông nghĩ rằng chắc bị cúm thôi. Nhưng mà bệnh càng ngày càng trở nặng và cuối cùng gia đình phải đưa ông vào nhập viện. Ngày hôm nay tin tức ghi nhận được ông vừa qua đời. Họ nói rằng nếu ông chịu khó mà tin tưởng một chút xíu, chịu khó chích ngừa thì chắc có lẽ trường hợp không đến nỗi tệ để có thể từ trần vì COVID-19. Vâng, thưa quý vị, và tòa án ở tại Ohio đó, phía thẩm phán cho biết là sẽ tiếp tục giam giữ một người đàn ông. Ông này đó, ông bị phán cái tội là cố tình che giấu thông tin đối với cơ quan liên bang và ngoan cố không khai ra cái số tiền cũng như là những cái đồng tiền vàng ông đã trục vớt được vào năm 1988, thưa quý vị. Ông từ khi mà bị bắt cho đến bây giờ đó, bị giam giữ suốt 6 năm rồi. Ông không có bị truy tố, ông chỉ bị phạt tiền thôi. Nhưng mà phía thẩm phán đó cho biết là kể từ khi mà bị bắt thì họ đã đưa ra cái án phạt là 1.000 Mỹ Kim một ngày. Thì nếu như mà ông chịu khai ra đó là ông đã được thả ra từ năm 2015, nhưng mà ông không, thì cái chuyện gì xảy ra và vì sao ông này ông ngoan cố như vậy? Chúng tôi sẽ tiếp tục phần tin tức này sau phần quảng cáo. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi. Bạn có nhớ không, khi bạn bị bong gân mắt cá chân, mẹ sẽ an ủi động viên bạn. Làm việc chăm chỉ và kiên trì là một món quà từ cha. Khi bạn vấp ngã, sự chăm sóc của bà là món quà tốt nhất để giúp bạn đứng lên. Một món quà thật quý giá, thể hiện tình yêu thương sâu sắc từ xa đến các thành viên trong gia đình. Dầu gió còn nó, một món quà hoàn hảo của tình yêu và sự quan tâm dành cho những người thân yêu của bạn. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi: mỗi sáng, hãy tận hưởng ly premium roast coffee vừa mới pha tại tiệm McDonald's có tham gia. Sài Gòn Bosa sang tinh xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866.
Thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến tin tức đó là có một ông này, ông là chuyên gia trục vớt những cái tàu đắm, thưa quý vị. Bản thân cũng là một nhà khoa học gia chuyên về hàng hải. Thì cái câu chuyện của ông Tommy Thompson này đó, hiện nay nó đang gây sự chú ý cho rất nhiều người. Năm nay ổng 69 tuổi rồi. Đây là cái hình ảnh vào năm 1988, thưa quý vị. Ông được một nhóm các nhà, họ gọi là investors, đó là những người mà họ chuyên bỏ tiền ra đi tìm trục vớt những cái chiếc tàu cổ ngày xưa mà bây giờ đó nhiều khi trên tàu có chứa những cái cổ vật đó, thưa quý vị. Thì nếu mà trục vớt thành công thì họ đem bán thì họ sẽ lấy lời. Đại khái là như vậy. Và ổng có một cái công ty chuyên làm cái công việc này. Thì năm 1988 ổng nhận một cái số tiền lên đến 13 triệu Mỹ Kim từ hơn 100 nhà đầu tư, thưa quý vị, để mà đi tìm trục vớt cái con tàu gọi là USS Central America. Với cái con tàu này đó có một cái biệt danh là Gold Ship, thưa quý vị, bởi vì nó chuyên nhận chở vàng từ những cái mỏ vàng khai thác được về cho các chính phủ, và đi rất là nhiều chuyến. Nhưng mà trong lịch sử ghi nhận là vào năm 1857, cái con tàu này đó khi mà đang đi qua vùng biển ở South Carolina thì bị bão, cho nên là bị đắm. Mà sử sách ghi nhận là ngày hôm đó con tàu này có thể chở lên đến hàng ngàn pounds vàng, thưa quý vị, bao gồm những cái thỏi vàng nguyên chất và mấy chục ngàn đồng tiền vàng. Và cái trị giá đó ước tính là nếu như mà trục vớt được hết luôn đó thì có thể cái trị giá ngày hôm nay nếu mà đem bán có thể từ 3 cho đến 5 tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị. Wow. Thì vào tháng 9 năm 1988, thưa quý vị, ông Thompson ổng đã thành công tìm ra được cái vị trí của con tàu và đã thấy được con tàu. Tuy nhiên để mà tìm là một chuyện, nhưng mà để mà trục vớt đồ ở trên những con tàu này đó thì những cái công ty này họ phải xin một cái giấy phép của chính phủ để mà trục vớt. Thì thường những cái giấy phép này đó, theo như tin tức họ cho biết là mất cũng vài năm, thưa quý vị. Thì trong cái lúc mà đang chờ xin phép đó thì ông Thompson này ổng đã lẳng lặng, thưa quý vị, chắc có ổng dùng tàu ngầm của công ty của ổng, ổng tẩu tán bằng hết mấy ngàn pound vàng đó luôn. Và cho đến khi mà cái giấy phép có được rồi đó, các nhà đầu tư của ông này nói khi mà họ dùng những cái tàu ngầm khác của họ đi xuống đó, không còn một cái thứ gì ở trên xác của con tàu này nữa. Trong khi bản thân của ổng thì ổng lại chối, và thế là những cái nhà đầu tư này họ bắt đầu su ổng. Thì cái việc mà su ổng đó là mất một thời gian rất là lâu, bởi vì cần phải tìm chứng cứ, là tại vì lúc đầu ổng nói là ổng tìm được xác con tàu nhưng mà không có bằng chứng cho biết là cái dưới con tàu đó có gì hay không. Thì các nhà đầu tư họ phải chứng minh được là con tàu có chở vàng, và ông này là người đã lẳng lặng tẩu tán hết, cho nên là mất một thời gian rất là dài. Mãi đến năm 2000 đó, thưa quý vị, mất gần mười mấy năm trời mới chính thức thưa được ổng ra tòa. Thì khi đó tòa án phán quyết là ổng thật sự đã gian dối, lừa đảo những nhà đầu tư này, thì tuyên bố phạt ổng phải trả lại toàn bộ 13 triệu Mỹ Kim cho các nhà đầu tư, và phạt tiền của ổng từ luật sư phí cho đến đủ thứ tiền hết, cộng thêm 6 triệu Mỹ Kim nữa, là cái số tiền phạt lên đến 19 triệu. Thì lúc đó ổng mới lấy ra một ít vàng ổng bán và ổng bán được 50 triệu, thưa quý vị. Bây giờ ổng lại là kẻ giấu vàng. Dạ vâng, đây là cái hình ảnh mà ổng đăng trên cái web lúc đó ổng bán. Thì ổng chỉ bán rất là ít, chỉ có 43 thỏi vàng thôi, thưa quý vị, và 20 cái đồng tiền vàng mà ổng thu về 50 triệu Mỹ Kim. Khủng khiếp. Để mà ổng chi trả cho cái vụ tòa án. Và khi đó, và ổng thì lúc đó đó, thưa quý vị, phía chính phủ Hoa Kỳ đã lập tức yêu cầu ông này đó phải đưa ra toàn bộ cái số vàng còn lại, bởi vì những cái nhà đầu tư đó họ đồng ý sẽ bán lại cho chính phủ của Hoa Kỳ. Dạ vâng, thì chính phủ Hoa Kỳ muốn lấy cái số vàng đó để xung vào công quỹ, thì họ ước tính là ổng còn giữ khoảng đâu 55 cái thỏi vàng và 2.000 pound đồng tiền vàng. Thì mỗi một đồng đó, dạ vâng, thì mỗi một đồng, các chuyên gia trong ngành khảo cổ học đó họ
vào cái năm mà ông bán năm 2000 đó thưa quý vị, mỗi một đồng này đó là đã đấu giá được 800.000 Mỹ Kim. Cho nên là tính nếu mà đến thời điểm bây giờ thì cái tiền nó tăng thêm, cho nên là ổng còn giữ mấy trăm đồng thì có thể là mấy trăm triệu luôn đó thưa quý vị, nếu mà bán với cái giá mà thấp nhất. Cho nên chính vì vậy mà ổng đã không có ra tòa, ổng bỏ trốn từ năm 2015 thưa quý vị, từ năm 2012 thì đến năm 2015 US Coast Guard đã bắt được ổng ở tại Florida. Ổng trốn chui trốn nhủi, ổng sống ở khách sạn này qua khách sạn khác. Florida. Dạ vâng. Cuối cùng thì ổng bị bắt. Thì ông này đó, ổng bởi vì cái tiền mà cái đơn kiện năm 2000 đó ổng đã trả hết rồi, cho nên bây giờ ổng chỉ bị cái tội rất là nhẹ, đó là phía chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu ổng khai ra cái số vàng còn lại ở đâu là họ thả ổng, chứ ổng không có bị truy tố tội gì hết. Nhất định không khai là không khai, lấy vàng thôi, không cần lấy người vàng thôi. Vâng. Nhưng mà nhất định không khai thôi quý vị. Và đây mấy là năm mà thi ghê vậy. Dạ vâng, bị giam giữ 6 năm nay rồi, quyết định không khai. Thì bây giờ ổng nghĩ là nếu như ổng không khai, đến một ngày nào đó ổng thắng kiện, ổng đi ra ngoài thì ổng sẽ hưởng trọn hết mấy trăm triệu này. Cho nên là cái số tiền phạt tính đến bây giờ đó là mới có 2,5 triệu thôi. Cho nên là ổng nhất định không khai nữa luôn thưa quý vị. Mà giới đầu tư cũng không lấy được một đồng nào luôn. Đó là tình trạng hiện nay. Liệu rằng ông có khả năng sống sót trong tù để thoát được hay không? Hơi khó với chính phủ Hoa Kỳ, một bên vẫn muốn lấy số vàng này. Nhưng mà ngoài vàng bây giờ, đồ ăn cắp thì sao? Trong thời gian qua quý vị đã nghe đến cái tình trạng mà những cái kẻ mà côn đồ và trở thành những cái băng nhóm tổ chức, bởi vì họ nói rằng luật lệ ở California lỏng lẻo lắm, bị bắt không sao đâu, không, thậm chí có những cái trường hợp nhẹ đó không cần đóng tiền tại ngoại hầu cha bail nữa, cho nên cứ đi ăn cắp. Và bọn chúng kháo nhau lập thành từng nhóm 3 người 5 người để mà đi ăn cắp. Ăn cắp xong thì ngày hôm nay rất nhiều các món ăn cắp bọn chúng đâu có xài đâu, bọn chúng dạy gì để xài, bởi vì ăn cắp một lần nhiều lắm. Cho nên đăng lên trên eBay, đăng lên trên Amazon, đăng lên các nơi để bán với giá rẻ, giảm 20-30%, thậm chí có những món bọn chúng chỉ cần tiền mặt thôi, giảm 50%. Ngày hôm nay thưa quý vị, 20 đại công ty tổng giám đốc đã phải cùng nhau phối hợp. Trong đó những công ty như là Walmart, CEO, Target, Kroger, Best Buy, Kohl, v.v. 20 đại công ty mà quý vị thấy xuất hiện những công ty nào mà có bán những cái món hàng vật dụng, gia dụng đó, trị giá cả vài trăm đô cho đến cả vài ngàn đô la đó. Họ nói khi mà họ cho nhân viên vào trong các trang mạng eBay, Amazon, v.v. đó, họ thấy rất nhiều các món mà những cái serial number này là toàn là những cái món bị ăn cắp không thôi. Bây giờ họ viết một cái lá thư tổng hợp để xin quốc hội phải thông qua những cái luật kiểm soát gắt gao những kẻ mà đưa hàng bán lên mạng bằng những cái sản phẩm từ các công ty này mà mạo danh. Ví dụ bọn chúng giả dạng là ông A bà B, giả dạng là công ty này. Thế nhưng việc mà cho dù quốc hội có thông qua một cái luật đó, bây giờ đây chỉ là cái đề nghị của 20 đại công ty này thôi, nhưng mà làm thế nào để thi hành? Vấn đề chính đó là quốc hội phải ép buộc Amazon hoặc là eBay hoặc là các trang mạng mà bán đấu giá hoặc là bán trên mạng nhiều lắm thưa quý vị, chứ không chỉ riêng với eBay với Amazon, phải kiểm soát cái người bán và phải chứng minh được cái serial number đó là hàng của người đó mua hoặc là lấy từ đâu ra. Người đó có thể mua sỉ, mua lẻ, bây giờ không cần thiết để bán lại. Và ngoài ra đó, quốc hội cần thông qua những luật để cho phép và yêu cầu các tiểu bang gia tăng thêm các luật để mà kiểm soát cái số mà tình trạng ăn cắp vặt thưa quý vị. Nếu quý vị vào Walmart hoặc các nơi bây giờ, quý vị sẽ thấy những cái món hàng rất là rẻ, 10 đồng, 20 đồng. Vậy mà họ vẫn bỏ vào trong tủ kính để khóa lại thưa quý vị. Quý vị muốn lấy đó, quý vị phải
gọi người tới chờ đợi mất công vô cùng. Ngày xưa chỉ cần vớ một cái là ra trả tiền thôi. Ăn cắp bây giờ khủng khiếp luôn. Bây giờ có những cái món hàng chúng tôi thấy 9 đô mà cũng bỏ vào tủ kính để khóa lại. Rồi cái người đó ăn cắp á, họ lấy được ra họ cũng chạy đi mất. Làm thế nào để kiểm soát? Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi. Bạn có nhớ không, khi bạn bị bong gân mắt cá chân, mẹ sẽ an ủi động viên bạn. Làm việc chăm chỉ và kiên trì là một món quà từ cha. Khi bạn vấp ngã, sự chăm sóc của bà là món quà tốt nhất để giúp bạn đứng lên. Một món quà thật quý giá. Thể hiện tình yêu thương sâu sắc từ xa đến các thành viên trong gia đình. Dầu gió còn nó, một món quà hoàn hảo của tình yêu và sự quan tâm dành cho những người thân yêu của bạn. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi mỗi sáng hãy tận hưởng ly premium roast coffee vừa mới pha tại tiệm McDonald's có tham gia Sài Gòn Bosa sang tinh xe 35 Mỹ Kim sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Theo Yến Hoàng, cho đi trở lại với tất cả quý khán thính giả thật nhanh một tin breaking news. Lại có những kẻ lên máy bay không những tấn công người chiêu đãi viên mà tấn công luôn cả người cảnh sát bảo vệ máy bay, US Marshal. Quý vị cũng biết là kể từ khi mà xảy ra vụ tấn công khủng bố 911 thì những cái chuyến bay này họ cài đặt những cái người ăn mặc thường phục, thế nhưng họ là cảnh sát hoặc là những người trong quân đội để bảo vệ máy bay trong trường hợp mà khẩn cấp. Thì đây là bức ảnh cho thấy ngày hôm nay thì tin tức ghi nhận thêm chiếc máy bay theo dự trù là tối hôm qua đáp xuống từ thủ đô Washington xuống phi trường LAX, chuyến bay của hãng hàng không Delta, nhưng mà bay đến Oklahoma, mới đến cái Oklahoma City thì máy bay xảy ra cái vụ đụng độ ở trên không. Có thể là tên này đòi hỏi một cái điều gì đó rồi bị từ chối, hoặc là bị bắt mang khẩu trang từ chối, và vì thế hắn đã nổi khùng lên để mà tấn công chiêu đãi viên. Đầu tiên là đánh chiêu đãi viên. May mắn trên chiếc máy bay của hãng hàng không Delta mang số hiệu là 324 này có US Marshal, người cảnh sát ở trên đó nữa, cho nên ông ta đã tới ngăn chặn và tên này quýnh ông này luôn, thưa quý vị. Như vậy là từ tội, nghĩa là cũng khá nặng, tấn công người khác, thêm một tội nữa, cuộc điều tra đang tiến hành. Tội này là tội liên bang luôn. Cảnh sát cho biết khi mà máy bay phải đáp khẩn cấp xuống phi trường của Oklahoma đó, tên này là 35 tuổi Ariel Pennington, cư dân của thủ đô Washington đến Los Angeles. Say rượu, thưa quý vị. Và cái tội thứ nhất là tội say rượu nơi công cộng. Thứ hai, tội tấn công không những một người và còn người khác nữa. Giờ đây thì hắn sẽ lãnh những cái án rất là nặng. Và xem như thứ nhất công ăn việc làm, rồi đời sống chỉ vì say rượu lái xe và không đồng ý với những cái yêu cầu của chiêu đãi viên hàng không. Vâng, thưa quý vị, vào ngày hôm qua đó thì tòa án ở tại Chicago cuối cùng với bồi thẩm đoàn 12 người đã phán quyết anh diễn viên Jussie Smollett cái tội đó là, thứ nhất, cố tình bày ra một cái trò tấn công, sau đó nói láo khai man với cảnh sát và cố tình che giấu cái sự thật.
quý vị cũng còn nhớ là vào năm 2019, vào tháng Giêng, anh này 39 tuổi khi đó là một ngôi sao đang nổi tiếng, khi mà cái TV series Empire anh này đóng đó đang rất nổi tiếng, thì ảnh lại gọi báo cảnh sát. Ảnh khai là trong một đêm đang đi bộ ở ngoài đường ở Chicago thì ảnh bị hai tên đàn ông đó, lúc này anh này đó là ảnh, bởi vì cái sự nổi tiếng của mình, ảnh chính thức come out, công khai cái giới tính của mình là ảnh là gay, đồng tính, đồng tính thưa quý vị. Cho nên là thì ảnh nói rằng hai cái tên đàn ông kia đó đã thứ nhất chửi ảnh bằng những cái câu kỳ thị chủng tộc, rồi kỳ thị giới tính của ảnh và la lên những cái câu vào khi đó, đó là cái những cái câu slogan mà những người ủng hộ tổng thống Trump như là Make America Great Again đó, thì ảnh nói là những tên đó có la những cái câu như vậy, toàn là dựng chuyện lên hết đó. Vâng, yeah. Thì sau đó ảnh nói là ảnh bị chúng cột một cái dây thòng lọng ở trước cổ rồi đổ bleach trên người của ảnh. Thì với cái lời mà khai báo như vậy đó thì cảnh sát nghĩ đây là một cái vụ rất là nghiêm trọng, cho nên họ đã đi điều tra. Nhưng mà chỉ một tháng sau thì cảnh sát cho biết họ phát hiện, họ tìm được hai cái người đàn ông trong cái chuyện này, nhưng mà lại là đồng nghiệp của ảnh trong cái show. Hai anh em có cái tên là Abimbola và Olabinjo Osudaro, thưa quý vị, gốc người Nigeria. Và hai tên này đó sau khi bị cảnh sát thẩm vấn thì cuối cùng đã khai, chính Smollett đã trả cho cả hai 3.500 Mỹ Kim để mà dàn dựng nên cái chuyện đó. Thì bây giờ không biết là tại sao ảnh làm như vậy thưa quý vị, nhưng mà có thể là ảnh muốn nổi tiếng chăng? Thêm nữa ha? Dạ vâng, chắc vậy. Thì cuối cùng phía cảnh sát đó đã truy tố ảnh, bởi vì cảnh sát cho biết là cái chuyện mà họ cử thêm người rồi làm overtime, bao nhiêu cảnh sát đi điều tra cái chuyện của ảnh mất mấy ngàn đồng hồ, đều là tiền thuế của người dân lên đến hàng trăm ngàn Mỹ Kim. Nhưng mà cái chuyện chưa hết ở đó, bởi vì khi đó đó cảnh sát mặc dù biết ảnh nói láo, nhưng mà với cái sự ảnh hưởng của mình thưa quý vị, ảnh đã gọi được cái phía luật sư của ảnh, ảnh đã dùng quan hệ cá nhân đó liên lạc được với bà công tố viên của quận Chicago khi đó. Thì cảnh sát đã không có truy tố ảnh bất kỳ cái tội gì cả, nhưng mà cái chuyện này đã bị báo chí họ phanh phui được. Thì cuối cùng cái bà công tố viên bả đã rút ra khỏi cái vụ án của anh này và chuyển cho một công tố viên khác. Thì cuối cùng ảnh tiếp tục lại bị truy tố nữa. Và cái vụ án của anh này kéo dài cho đến tuần này luôn. Thì cuối cùng trước những cái bằng chứng mà phía công tố viên đưa ra đó, thì bồi thẩm đoàn đã tin tưởng là anh này ảnh đã dựng hết toàn bộ cái chuyện. Trong khi đến bây giờ thì ảnh vẫn nhất định ảnh không có nhận tội. Ảnh vẫn nói rằng hai cái tên kia đó đã thay đổi lời khai thôi quý vị, và chúng vẫn là người tấn công ảnh, chứ ảnh không có cái chuyện gì mà phải đi dựng nguyên với câu chuyện như vậy. Thì đó là cái phía mà của Smollett vẫn nói. Tuy nhiên bây giờ đó cái mức án phạt đó vẫn nằm trong tay của vị thẩm phán. Nhẹ nhất thì chỉ có thể là probation thôi, nhưng mà nếu mà nặng đó, bởi vì ảnh bị truy tố đến 6 tội mà bồi thẩm đoàn kết ảnh 5 tội rồi. Thì bây giờ nếu mà nặng nhất thì có thể ở tù đến 3 năm lận thưa quý vị. Nhưng mà ảnh kháng cáo. Dạ tuyên bố luật sư đại diện nói, nhưng mà bồi thẩm đoàn không có bằng chứng, bởi vì đã có những cái sự liên lạc giữa hai bên là tụi bay dựng lên như thế này thế này thế này, rồi làm sao mà nói là không dựng chuyện được. Cuộc đời đang lên, khả năng đóng phim là rất tốt đẹp, tự nhiên dựng lên làm gì để bây giờ đến giờ phút này coi như là tiêu tùng luôn. Lại vấn đề phá thai, thưa quý vị, đây là cái đề tài chắc muôn thuở quá, và ngay cả tòa tối cao pháp viện cũng gặp khó khăn vô cùng, họ phải đứng giữa, không thể nào cấm phá thai và cũng không thể nào cho phép phá thai bừa bãi được. Đó là lý do mà tòa tối cao pháp viện tiếp tục sẽ phải đối phó với những cái đơn kiện liên quan đến phá thai. Phán quyết về Mississippi, chúng tôi đã tường thuật đến quý vị đó, là Mississippi nói rằng bào thai trong vòng 8 tuần hay mười mấy tuần là không được phép phá nữa. Thì đó là chuyện của Mississippi. Họ dự trù phải chờ cho đến tháng 3, tháng 4 thì tòa tối cao pháp viện mới đưa ra phán quyết. Nhưng mà quý vị còn nhớ cái vụ kiện ở tiểu bang Texas. Ở tại đây đó,
từ bang Texas, họ có cái phe luật sư rất là hay. Họ nói rằng chúng tôi không có cấm phá thai, nhưng mà những người mà ủng hộ chống phá thai đó, họ được quyền kiện những người phá thai, họ được quyền kiện những vị bác sĩ hoặc các trạm xá nào thực hiện cái việc phá thai chỉ trong vòng 4 tuần lễ mà thôi. Vậy mà tòa tối cao pháp viện cho phép luật này, bởi vì lý do họ nói đây chỉ là cái vụ kiện những ai mà ủng hộ chống phá thai, họ được quyền kiện những người nào phá thai. Thì những người ủng hộ phá thai kiện tiếp tục lên tòa tối cao pháp viện, thì phán quyết ngày hôm nay 5/4 đồng ý để cho các vị bác sĩ và các cơ sở phá thai kiện ngược lại tiểu bang Texas. Nhưng mà họ vẫn để cái phán quyết đầu tiên giữ nguyên. Có nghĩa là bây giờ tòa tối cao pháp viện đứng giữa không biết phải xử làm sao. Họ nói thôi bây giờ nếu quý vị muốn kiện tụng nhau thì cứ việc kiện tụng. Tòa cho phép hai bên kiện nhau. Còn cái chuyện phá thai hay không phá thai, cái chuyện cấm phá thai là mỗi tiểu bang có những cái luật lệnh riêng. Miễn làm sao đừng vi phạm vào cái phán quyết của tòa tối cao pháp viện đã từng đưa ra trước đây, Roe versus Wade. Cho nên cái vấn đề phá thai, thưa quý vị, không những Texas sẽ còn tiếp tục cái vụ kiện này nữa, bởi vì bên phía ủng hộ và chống phá thai vẫn không hài lòng với phán quyết của tòa tối cao pháp viện. Tuy nhiên, những người nạn nhân ở đây là những thiếu nữ, vì lý do họ bị hãm hiếp, vì lý do họ bị loạn luân vân vân, thì bào thai họ cũng không được giữ nữa, mà họ phải chạy sang các tiểu bang lân cận, nhất là New Mexico, để phá thai. Và đó là các bản tin đáng chú ý trong ngày thứ sáu hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Mời quý vị vào trong trang nhà littlesaigontv.com theo dõi phần livestream, đọc các bản tin cập nhật trong ngày hôm nay. Nếu vào Facebook, YouTube, xin quý vị nhấn nút subscribe quý vị nhé. Kính chúc quý vị một cuối tuần thật nhiều niềm vui bên gia đình. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau. Bạn có nhớ không, khi bạn bị bong gân mắt cá chân, mẹ sẽ an ủi động viên bạn. Làm việc chăm chỉ và kiên trì là một món quà từ cha. Khi bạn vấp ngã, sự chăm sóc của bà là món quà tốt nhất để giúp bạn đứng lên. Một món quà thật quý giá. Thể hiện tình yêu thương sâu sắc từ xa đến các thành viên trong gia đình. Dầu gió còn nó, một món quà hoàn hảo của tình yêu và sự quan tâm dành cho những người thân yêu của bạn.